Mẹ con làm bánh. Ôi, sao mình hậu đậu thế nhở? Làm đổ bánh như thế này á, không ăn được nữa rồi. Lần này nhớ lời mẹ dặn, lại làm bẩn mất bánh như thế này. Bánh này bẩn rồi, không ăn được nữa. BBTV. Nhìn. Thằng ơi. Nhìn. Thằng. Dạ. Thôi không chơi nữa con. Mẹ có việc nhờ con đây này. Thôi. Gì đây à mẹ? Mẹ nhờ con cầm cái đĩa bánh này sang nhà bác Hùng giúp mẹ. Mang bánh sang nhà bác Hùng á? À? Ừ. Rồi con phải nói gì à mẹ? Thì con bảo là mẹ con làm bánh. Mẹ con bảo mang sang biếu bác một ít thế là được. Sao mà dài thế à mẹ? Có hai câu có cái gì đâu mà dài à con? Con không nhớ được. Ôi dồi ôi. Mẹ con bảo. Mẹ con làm bánh. Mẹ con làm bánh. Mẹ con bảo mang sang biếu bác một ít. Mẹ con làm bánh. Ừ. Mẹ con mang sang biếu bác. Mẹ con làm bánh. Mẹ con bảo mang sang biếu bác một ít. Mẹ con làm bánh. Ừ. Mẹ con bảo mang sang biếu bác một ít. Ôi giời, có hai câu thôi mà không nhớ được là thế nào hả con? Nhưng mà dài lắm mẹ à. Để con nói lại đã. Mẹ con làm bánh. Ừ. Mẹ con bảo mang sang biếu bác một ít. Thế là được. Thôi đi nhanh đi, không có bánh nguội bây giờ. Vâng ạ. Đi cẩn thận nhá. Rồi sang phải nói lịch sự đấy. Vâng ạ. Đi nhanh đi, không bánh nguội đấy. Chào mẹ. Ừ. Mẹ con làm bánh. Mẹ con bảo. Mẹ con bảo. Ôi mẹ dặn cái gì nhở? Mẹ con bảo. Bảo. Ôi, mình quên mẹ dặn cái gì rồi. Không nhớ được chứ. Mẹ con bảo. Chắc là mình phải quay về hỏi lại mẹ mới được. Mẹ ơi. Sao thế? Sao lại cầm đĩa bánh về? Dạ, con đi được nửa đường rồi nhưng mà con lại quên mất mẹ dặn cái gì rồi ạ. Ôi dồi ôi con gái ơi. Có mỗi hai câu mà không nhớ được là như nào? Con nhớ một câu là mẹ con làm bánh. Ừ. Mẹ con bảo. Mẹ bảo là mang sang biếu bác một ít. Có thế thôi mà. Mẹ con làm bánh. Ừ. Mẹ con bảo mang sang biếu bác một ít. À ừ. Đúng rồi mẹ. Đúng rồi, thế mà con không nhớ nhở. Ôi dồi ôi, đi đi. Không có bánh nguội hết rồi còn đâu. Vâng ạ, để con chào mẹ. Ừ. Ôi dồi ôi con gái tôi. Mẹ con làm bánh. Ôi, sao mình hậu đậu thế nhở? Làm đổ bánh như thế này á, không ăn được nữa rồi. Lần này nhớ lời mẹ dặn, lại làm bẩn mất bánh như thế này. Bánh này bẩn rồi, không ăn được nữa. Mình phải vứt vào thùng rác, xong rồi về nhà lấy bánh khác cho bác Hùng mới được. Mẹ ơi. Ơi, con về rồi à? Mẹ ơi. Sao? Con xin lỗi mẹ ạ. Con sơ ý làm đổ mất bánh rồi mẹ ạ. Làm sao mà đổ được? Mẹ đã dặn là cẩn thận rồi cơ mà. Tại con muốn nhớ cái lời mẹ dặn nên là con sơ ý. Mẹ đừng giận con nha. Trời ơi, con mới chả cái chán thật đấy. Thôi, đi vào đây mẹ lấy bánh khác cho. À thế? Mẹ đợi con nhá, con vào nhà con lấy giấy, xong rồi con ghi lời mẹ dặn vào đấy. Thế thì đưa cái đĩa đây, con đi xuống lấy giấy đi rồi mẹ vào bếp mẹ lấy bánh cho. Vâng ạ. Cháu chào bác Hùng ạ. Ừ, chào cháu Hằng. Dạ, bác Hùng ơi, mẹ cháu làm bánh, mẹ cháu bảo mang sang cho bác một ít. À, ừ thế bác cảm ơn nha. Vâng ạ. À, bác ơi. Hả? Cháu xin được nói lại ạ. Nói lại gì nữa cháu? Mẹ cháu làm bánh. Mẹ cháu bảo mang sang cho bác một ít chấm hết. À, cháu Hoàng ơi, bác bảo này. Dạ. Lần sau mà mẹ nhờ mang bánh sang cho bác ý thì cháu cần mang sang thôi, không cần phải ghi vào giấy như thế đâu. Dạ, tại cháu sợ là cháu quên lời mẹ dặn nên cháu phải ghi vào đây cho chắc ạ. À, thế hả? Vâng ạ. Ừ.
Thế thôi, cháu về đây bác ạ. Ừ, thế cháu về nhá. Vâng, cháu bác cảm ơn. Vâng ạ, không có gì ạ. Ừ. Cháu chào bác ạ. Ừ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.